Yes. Anh thấy là em quyết là đúng rồi. Rồi, chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu bản lề của xe đấu thứ hai, Babylon của Tuti. Dường như đôi bạn có sen. Như vậy là bên mình là hai baby, đôi bạn là Seng và Egypt, quân đôi bạn được đánh giá là lợi thế hơn, nhưng quân mình cũng có thể đánh tốt được, vẫn có thể đánh được hai baby, không quá xấu. Quan trọng chúng ta phải chờ đợi vào bài vở nữa. Bài baby của Tuti, bãi quả đầu là bãi quả 7. Vỗ đầu gần. Cần những con voi. Và những bãi quả phụ. Những bước đi dò đầu tiên. Bầy hươu, đây là bầy hươu, dường như đây là bầy hươu đầu của Tuti. Hơi xa so với nhà chính. Bây giờ chỉ là 4 con. Chúng ta xem Hoàng Mai Nhi nào. Đây rồi, Hoàng Mai Nhi cũng đang đá bầy hươu đầu về với nhà chính nhà của mình. Những cây gỗ đầu tương đối ổn. Bầy hươu 5, 4, 5, 5, có một con sau cây gỗ kia. Bầy hươu 5 dành cho Hoàng Mai Nhi. Cố gắng đi. Trận này thì quân mình đánh giá là yếu hơn một chút. Chúng ta thi đấu mạnh nhiệt lên. Một đơn đi dò hơi đen của Hoàng Mai Nhi. Khi gặp ngay một cặp sư tử và một con nông dân phải bỏ mạng. Tuti nào. Đây rồi. Như vậy là Tuti cũng đã có một voi về rồi. Đủ hố đây là chiếc bé đầu tiên rồi anh. Ok. Rất tỉ mỉ, Tuti, các bạn có thể thấy Tuti có những thao tác lừa hiêu. Câu vòi các bạn có thể thấy sát sàn sàn nhà chính luôn. Nhìn rất là ưng. Những thao tác rất tỉ mẩn, rất cẩn thận. Đây rồi, như vậy là thêm một voi và đằng xa xa có thêm bầy hươu nữa dành cho Tuti. Điều Tuti dường như Tuti không đi dò nữa, dường như Tuti cũng đã có bãi quả phụ rồi. Chúng ta trận này chúng ta sẽ thầu màn hình máy của Tuti. Như vậy là trận này Tuti quyết định ép với 22 nông dân. Một trận lên đời sớm, đánh phủ đầu đôi bạn như trận trước. Thế nào Hoàng Mai Nhi không phải thi đấu nữa. Nhưng trận này quân đội bạn là đẹp hơn. Nhưng bài Tuti là đang tươi này. Bài rất đẹp, kích đời rất sớm luôn. Chúng ta thêm một hai dân ăn gỗ không anh? Rồi, BB đã được thiết kế. Đây là một bầy hươu kép. Bầy hươu dường như là 9 hay 10 con gì đấy. Rất to. Điểm số của nâu 1 đang khá cao. Nâu 1 là người cầm Egypt. Đây chắc cũng chỉ là chỉ số đi dò thôi. Tuti soi tham rất nhanh. Một trận kích khoảng 9.5 không? Không, chắc cũng phải sang 9.4x mất. Hơi thiếu một chút gỗ. Rồi. Trận đấu kích đời là khá tốt dành cho Tuti. 9.50.
với hai nông dân của Baby. Xin dò luôn, được là vẫn ổn, thì vẫn đã có những con hiêu ăn ngoan, thì kể BS ăn vàng. Điểm cũng không được khóc, đã cầm sen là đang cao nhất bản đồ. Như vậy rất có thể không được khóc sẽ là người đánh chém. Như vậy là không được khóc cũng có con giò đến nhà Tuti rồi. Tuti cũng có con giò để thủ lại. Con giò tương như con giò của đội bạn cũng cung giáp đầy đủ rồi. Giày khen lên đời rất sớm mà lực có lẽ là khỏe. Chuyển qua màn hình máy của Hoàng Mai Nhi nào. 27-28 vẫn ổn này. Xem Tuti ở thời điểm đầu tiên đi. Xem Tuti sẽ đối đầu với nhà cầm sen của khu vực khóc như thế nào. 1 BP thủ lại trước nhà cầm sen này. Hoàng Mai Nhi cẩn thận khi không được khóc, rất có thể sẽ tạt những tên lạc đà đầu tiên sang. Không, như vậy là không được khóc chém thẳng Tuti này. Một bài đấu mà không được khóc đánh với 2 BL. Con P sinh ra phù tươi là thủ nhà ngon luôn này. Phù đỏ. Rồi, một tên phù lộc của Tuti vẫn thủ tươi nhà này. Lực là cũng ổn ổn rồi, thủ được những tên đi công đầu tiên của không được khóc. Và đây là nhà của game thủ lâu 1. Lâu 1 vẫn chưa bánh xe này. Dường như là lâu 1 là bài đánh cung nhưng mà ăn hoang, là một thế không đẹp. Rất nhiều dân của lâu 1 trong tên này. Lâu 1 chưa bánh xe này. Tuti để ý nhà bãi vàng. Tên này Tuti ăn được rất nhiều dân của lâu 1. Như vậy là lâu 1 rất yếu nhá. Tuti để ý giữ thảm nhà. Như vậy là tháng 2 còn 17. Nhưng Tuti đã làm nhiệm vụ rất tốt rồi. Đã yếu, làm yếu của lâu 1 rồi. Như vậy lâu 1 là một bài rất xấu. Xây A một chỗ và ruộng quay một chỗ nhà chính. Thế nhà là rất trống. Hoàng Mai Nhi xem nào. 2-32 rồi. Bắt đầu bị đi bởi con lạc đà của sen. Như vậy là lâu 1 có một con cung giờ để đem sang đây. Đi tới bãi gỗ. Tuti về chém hộ mấy con lạc đà là Hoàng Mai Nhi khỏe luôn này. Hơi nhiều gỗ thật cho Hoàng Mai Nhi. Anh có tay thì anh có thể vẽ khoảng lớn một khoanh ruộng. Ok, như vậy là Hoàng Mai Nhi hôm nay chỉ 28 thôi. Màu 1 đang đẩy quân này. Tuti chém khung giờ của màu 1 đi. Hôm nay của Hoàng Mai Nhi lở lên là con số 31 rồi. Lâu 1 thời điểm đầu tiên là cũng yếu rồi. Đẩy sang nhà Hoàng Mai Nhi cũng chỉ 1-2 con khung giờ thôi. Nhưng vấn đề là nhà sen của không được khóc vẫn đang khỏe. Đang chân lực đi sang đây. Cố gắng lên anh ơi. Một bài đấu mà Hoàng Mai Nhi các bạn có thể thấy thế nhà rất là xấu, rừng xấu, không có thế khung. Từ Tuti bơm vào nhà Tuti nào. Tuti sang 2-8 vẫn có những đơn vị lạc đà đi quản. Như vậy là đi sai rồi, hơi đáng tiếc. Một trận đấu mà thi đấu rất hay của Tuti rồi, nhưng mà không được khóc bài cầm sen lên đời sớm quá. Một trận đấu dường như không được khóc cân đôi.